Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về Thằng Thầy Lợ nghe các bạn. Ngày hôm nay là nói bài của bạn Ngọc Nguyễn. Bạn hỏi rằng một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng là 182 mét, thì chiều rộng nè, chiều rộng 182 mét thì mình ký hiệu bằng một cái đoạn 182 mét. Chiều dài gấp đôi, chính là gấp 2 lần đó các bạn. Vậy các bạn đo cái đoạn này, xong các bạn lấy thêm một đoạn nữa, bằng với đoạn này. Vậy ở đây cũng 182, đây 182 mét. Vậy có phải lấy 182 nhân mấy à? Mấy lần 182 à? 2 lần vậy là nhân 2. Chiều dài gấp đôi chiều rộng là lấy chiều rộng nhân 2. Vậy mình giải nha. Giải chiều rộng, xin lỗi, chiều dài nha các bạn. Chiều rộng mình có rồi. Vậy mình chiều dài hình chữ nhật là ta lấy rộng nhân 2, ra là 364 mét. Khi đã có chiều dài và chiều rộng, ta tính được chu vi hình chữ nhật là chu vi hình chữ nhật sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép nhân, ra kết quả bằng bao nhiêu các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợ. Tiếp tục, các bạn tính được diện tích hình chữ nhật, diện tích khu vườn, khu đất hình chữ nhật là ta lấy dài nhân rộng, ra kết quả bằng bao nhiêu các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp